Nào, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục chơi game Temple Run 2 nha. Để coi hôm nay mình sẽ chinh phục được cột mốc nào đây. Chứ hôm qua là thua xiển nhiễn luôn các bạn ơi. Thua sắp mặt, nó có khó thiệt luôn đó. Ok, tap to open để coi được 1.000 lượng vàng nè. Bây là nhận những cái gì đây? Có bạn nào chơi cái game này chưa? Có thể hướng dẫn cho mình vượt qua những cái màn này một cách đơn giản được không? Bây giờ play nha. Ok, chạy đi chàng trai năm ấy, chúng ta cùng xua đuổi. Bây giờ con quái vật nó đuổi theo chàng rồi đó. Ok, không biết chàng lấy cái gì mà con quái vật nó đuổi theo từ ngày này qua ngày nọ luôn á các bạn ơi. Ok, đó, thấy những viên vàng thì các bạn cứ lắc điện thoại qua, lắc điện thoại lại nha. Ủa, cái màn hình nó hơi xoay xoay một chút xíu cũng hơi chóng mặt đó nha các bạn. Nhảy lên nào, đúng rồi, quẹo qua trái, ha ha ha, nhảy lên, hùng bàm, nhảy qua, ui, nhảy lên, đúng rồi, hôm qua mình bị những tảng đá đó, nó chặn đường, thua mấy lần luôn, thua xỉn nỉn vì mấy tảng đá bất ngờ luôn đó các bạn ơi, có bạn nào chơi trò này chưa, ý, mình ăn được một ngôi sao tốc độ đó, trời, ui, con ngôi sao này là khỏi cần giật cản gì cũng không ngắn đường được hả, hay vậy ta, để mình để ý mình ăn thêm nhiều ngôi sao tốc độ này nha, yeah. Nhảy lên nào, đúng rồi, lắc qua phải, những cánh cửa tự động sập vô mặt mình, cẩn thận nha các bạn. Lắc qua phải, đúng rồi, nó sập lên đó kìa. Nhảy lên nào, lắc qua phải, đúng rồi, những cánh cửa nè, bảo đảm đó, thấy chưa, mình thấy cái đường trống trống là mình thấy nghi rồi, đâu có đơn giản như vậy đi. Cái trò này mình thấy nó hơi khó đó cho các bạn, nếu các bạn không nhanh tay lẹ mắt là các bạn dính bẫy liền. Ok, lắc qua phải nào, lắc qua trái, lắc qua phải, đúng rồi, mình sẽ chơi trước thử nghiệm cho các bạn nhớ tải về chơi nha, để coi các bạn có yêu thích cái trò này không nha, chứ mình thấy là cái trò này khá là hấp dẫn đó nha, dành cho mọi lứa tuổi luôn. Ok. Lắc có phải nào, đúng rồi. Ôi trời ơi, để ăn cái này coi. Ô, cái này cái gì vậy? À, mình ăn được 1/5 rồi. Cái này là cái gì vậy? Các bạn có biết mình vừa ăn cái gì không? Không biết nữa. Ô, nhảy lên nào, đúng rồi, lắc qua phải. Ha ha, nãy giờ chơi lâu rồi nha. Chưa bị đứng hình nha các bạn. Thấy là tiến bộ rồi đó nha. Ok, nhảy qua bờ suối nào. Nhảy chóng mặt quá các bạn ơi. Những lúc mà nhanh thì mình không kịp nói chuyện đâu nha. Lắc qua phải, đúng rồi, lắc qua trái. Ui, nhảy lên ăn hộp kho báu, đúng rồi. Trời ơi, sao hôm nay tôi chơi hay dữ vậy ta. Ok, lướt xuống nào, đúng rồi, lướt xuống, nhảy lên, đúng rồi, cẩn thận nha, lướt xuống, các bạn, cái khúc này các bạn nhớ lắc cái điện thoại qua bên trái nha, thôi là không kịp đó nha. Ok, nhảy lên, lướt xuống, đúng rồi, lướt xuống, đúng rồi, nhảy lên, trời ơi, đó, thua nữa rồi, vì những tảng đá, ta tức mi, ta ghét mi. Ok. Ồ, bây giờ à, hên quá có cái cầu chạy qua suối. À, lắc qua, đúng rồi. Lắc qua phải, đúng rồi. Ôi, lướt xuống, đúng rồi. Thua tức quá đi. Trời ơi, lại những tảng đá đó nữa. Có bạn nào thua vì cái mạng đó không? Thua vì những tảng đá không? Hay các bạn thua vì cái gì? Các bạn comment cho Nhân biết, Nhân tránh với. Chia sẻ kinh nghiệm cho Nhân cái trò này chơi. Có bạn nào chơi chưa? Temple Run 2 nha. Ok. À, lướt xuống, đúng rồi. Ăn thêm một cái bảo vệ nè. Đó. Ăn cái khiên xanh lá bảo vệ cũng hay. Nhưng mà mình lọt suối vẫn lọt suối nha, nên các bạn cẩn thận nha. Lướt xuống, đúng rồi, high score. Ok, nhảy lên, yeah. Lướt xuống, quá đã. Để coi, lướt xuống, đúng rồi. Bờ suối rất là mát, nhưng mà nhảy xuống nó một cái là nó đưa mình đi luôn. Ok, cẩn thận các bạn ha. Có bạn nào chơi chinh phục được game này đến màn cuối cùng chưa? Mình chưa biết cái màn cuối cùng là màn gì, nhưng mà những cái màn đầu tiên này mình thấy hơi bị khó rồi đó. Khó với mình đó, tại vì mình chơi game dở lắm. Ô, lướt quá, đúng rồi. Trời ơi, sao nhanh quá vậy? Ôi, nhanh quá các bạn ơi, chạy không kịp. Lắc qua, đúng rồi, lướt xuống, qua phải, qua trái, nhảy lên. Ôi, trời, đây là những cái hầm hả? Hay là những cái ngọn núi gì mà nó cái đường nó cứ dài hoài các bạn. Không thấy hết đường luôn. Trời, lướt xuống, đúng rồi. Nhảy lên nào, đúng rồi, ăn thêm này đi, ăn thêm. Đúng rồi, được 2/5 rồi. À, vậy là cái màn này mình phải thu thập 5 cái kho báu đó thì mình mới chính thức là vượt qua được cái màn này. Có bạn nào ăn được 5 cái châu báu đó chưa? Mình chưa ăn được đó, mình thấy hơi bị khó nha, ăn 2 màn rồi chết được 2 lần rồi đó. Ok rồi, trời nhảy lên, trời, lướt xuống, đúng rồi, cẩn thận, rồi nhảy xuống suối rồi, ai biết bơi cứu tôi không biết bơi. Có bạn nào ở đây biết bơi không? Mình chưa biết. Lắc qua trái, đúng rồi ha. Ê, chạy qua cái kẻ cười, ủa rồi hay quá đi, trời ơi. Lướt xuống, đúng rồi, lắc qua trái, hay quá các bạn ơi. Ben, đúng rồi, hôm nay các bạn thích tên Ben đâu, mình nói nhân vật này tên Ben nha. Nhảy lên, đúng rồi, Ben ơi. Ok, lắc qua phải, yeah, hay quá Ben ơi, lắc qua phải. Ôi, trời, vừa mới nói Ben ơi,
đâm đầu vô cửa là sao Ben? Ok, cái này cái gì vậy? Cái gì bự quá vậy? Ôi ôi, cái gì bự quá vậy? Nhẳng lên đó, ăn được 5 trên 3 trên 5 rồi các bạn ơi. Cái này là cái gì vậy? Có bạn nào chơi rồi các bạn có thể thuyết minh lại cho mình cái này là món vật gì không? Trong đây những cái cảm bẫy gì để mình né. Trời ơi, không kịp. Đó chết rồi, khúc này sao đây? Sao cửa nó liên tục vậy? Ôi trời ơi, trúng cái cửa nữa rồi, tức quá. Trời ơi, sao cửa nó nhiều quá vậy? Sao né kịp? Ủa cái này sao né đấy? Ủa game này cố tình để vậy cho người chơi không có chinh phục được hả các bạn? Trời ơi, ít nhất cũng phải cách ra cho được cái này chạy được 4/5 đó. Trời ơi, nữa thua nữa rồi. Sao nổi nữa đây? Ok, chấp nhận thua một cái kim cương màu xanh lá để mình tiếp tục mạng để mình chạy nha các bạn. À, nhảy lên nào. Đúng rồi, có những bánh răng cưa tự nhiên nó chuyển động, nó chắn ngang đường của mình. Có bạn nào chơi được đến cái màn này chưa? Nhảy lên nào, đúng rồi, qua phải. Đúng rồi, nhảy lên, qua trái. Đúng rồi, cuộc đời chỉ có qua trái qua phải vậy thôi đó, mà nó khó giả mang luôn đó các bạn ơi. Sao nhanh quá vậy? Tự nhiên đang chạy thì nhanh quá vậy? Cố tình phải không? Nhảy lên, đúng rồi, qua trái. Nhảy lên, qua trái, đúng rồi. Nhảy lên, lướt xuống. Trời ơi, không kịp rồi. Thằng nào sai mình đến hơn điểm mình luôn 400.000 vậy. Dù là mình đó. À, mình chưa đặt tên nhân vật hả ta? Đặt sao ta? Các bạn nào biết cách đặt tên không? Chỉ cho Nhân comment. Comment chỉ Nhân cách đặt tên trong cái game này với. Ok, để tap to open để coi mình được hưởng cái game gì nha. Oh. Wow. Bây giờ nâng cấp ông ta, nó kêu mình upgrade là nâng cấp đúng không? Để coi nâng cấp cái gì đây? Coin value. Được rồi, coin value đi. Tại vì mình nếu mà nâng cấp cái này đó thì mình ăn những cái số vàng đó nó sẽ giá trị hơn, để mình có thể nhiều tiền hơn để mua cái vật phẩm trong đây đúng không? Có thể ha. Theo mình suy đoán là vậy. Có bạn nào thích nâng cấp cái nào không? Các bạn comment vô đi. Mình sẽ nâng cấp theo ý các bạn nha. Để coi, hết tiền rồi, hết vàng để nâng cấp rồi. Thôi ăn cấp thêm cái tốc độ xanh này đi. Ok, chơi thêm một màn nữa đi nha. Không gì làm khó được Ben đâu. Ok, nhanh lên Ben ơi. Còn một thêm một châu báu nữa thôi. Nãy giờ mình thu thập được 4/5 rồi. Còn các bạn thu thập được cái 5/5 cái vật phẩm nào trong một màn game chưa? Chứ nãy giờ mình thua mấy lần luôn rồi đó. Chứ chưa một lần chạy mà chinh phục được 5 cái là khó lắm. Có bạn nào giỏi lắm các bạn mới làm được thôi. Nhanh tay lẹ mắt lắm. Mình còn không kịp nữa mà. Ok, nhảy lên nào, đúng rồi, lắc qua trái, đúng rồi. Đúng rồi, nhảy lên. Ý, cái hộp châu báu kia, nhảy lên, ăn, đúng rồi. Hôm qua thì không nhảy kịp. Hôm nay các bạn thấy tiến bộ chưa? Là đã nhảy ăn tận kho báu rồi. Ăn được hết. Không có làm mình chậm nữa đâu. Nhảy lên nào, lắc qua phải, thấy tiến bộ chút rồi nó mừng quá đi. Đó, ý, hình như những cái viên vàng nó sẽ thay đổi màu sắc rồi đó. Hồi nãy mình do mình nâng cấp đó các bạn. Bây giờ là những viên vàng này nó có vàng đỏ và vàng nữa. Trời hay thiệt chứ. Ok, ăn rồi. Mình không có thích mấy cái cửa nó sập ra sập vô như vậy đâu, hết hồn à. Ví dụ nó để làm cái cản thì mình còn tránh kịp, chứ đó nó sập ra như vậy, có bạn nào bị cái cửa sập vô mặt không? Trời ơi, đúng rồi, nhảy lên đó, không kịp nữa là ăn hành rồi. Trời ơi, ủa đó, những cái bánh răng này không đáng sợ bằng những cái cửa. Trời, thua rồi. Ok, ui, này hình như kem hả ta? Kem chứ không phải vàng nha các bạn. Mình nhìn kỹ coi đúng không? Những viên kim cương màu kem phải không? Trời ơi, đang trải mà ăn kem nó nhảy lên. Ăn 5/5 rồi. Hả? Vậy là hoàn thành nhiệm vụ hả các bạn? Đúng không? Hay quá đi. Những cái này là gì vậy? Chạy 20 mấy mét hả? Là sao? Không hiểu. Ăn cái giống như bức tượng màu xanh lá này là nghĩa là sao? Mình không hiểu. 29m 43 giây là sao? Có bạn nào giải thích cho mình bức tượng màu xanh lá này đang chiếu chiếu bên góc trái ở dưới là nó có nghĩa gì? Trời ơi, lọt xuống rồi. Thôi entrance thôi. Để coi tổng kết hôm nay là mình lên được level 4 rồi nha. Ok, rất là xuất sắc. Tap to open nha. Để coi được thưởng cái gì đây. Những món quà bất ngờ quá. Claim on nha. Ok, completion unlock đã được mở khóa rồi. Quá hay đi các bạn ơi. Vui quá đi. Hôm nay là mình đã chơi thành thạo cái game này rồi nha. Ngày mai chắc chắn mình sẽ chơi tốt hơn. Các bạn ơi, các bạn nhớ ủng hộ mình cách bằng like kênh và subscribe kênh này nha. Và comment dưới mình sẽ trả lời câu hỏi cho tất cả các bạn comment nha. Biết ơn các bạn. I love you.